Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái kênh YouTube hỗ trợ kỹ thuật Viettel năm 2020. Như mọi người đã biết là khi lắp đặt một dịch vụ Internet của tất cả các nhà mạng thì các nhà mạng họ sẽ trang bị cho mọi người một thiết bị phù hợp với gói cước của nhà mình đang sử dụng. Tất nhiên khi được trang bị các thiết bị như vậy thì một số khách hàng như kiểu quán game, cà phê, nhà nghỉ, khách sạn hoặc các nơi có lượng truy cập nhiều thì các thiết bị nhà mạng họ không thể chạy được vì quá tải, hoặc đơn giản như một số anh em dùng để chơi game online hoặc bán hàng live stream, YouTube, Facebook, họ cần một cái thiết bị có thể cao hơn nữa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu và cái gói cước của họ. Và những cái thiết bị như vậy nó có thể thay thế được cái modem chính của nhà mạng Viettel. Để đáp ứng được yêu cầu của một số anh em ở trên YouTube mong muốn ra một cái video hướng dẫn thay thế thiết bị Viettel, thì hôm nay em sẽ làm một cái video hướng dẫn từ A đến Z để mọi người có thể tham khảo. Cái mục đầu tiên ấy, thì mọi người sẽ chuẩn bị cho em một cái modem ở bên ngoài, ví dụ như con TP-Link N841 và các dòng Wi-Fi như kiểu Tenda, TP-Link, Ritech, vân vân, rất nhiều các modem cực chất lượng và nó chịu tải rất là lớn. Bước 1 thì mọi người ra cửa hàng Viettel gần nhất và nhờ cửa hàng giao dịch viên ấy, họ chuyển đổi mô hình triển khai cho nhà các bạn. Và sau khi nhân viên giao dịch thực hiện thành công cái lệnh chuyển đổi mô hình triển khai cho mọi người thì anh em kỹ thuật sẽ nhận được một cái công việc trên phần mềm. Nó bao gồm như này. Bạn nhận được một cái công việc triển khai thay đổi mô hình ở cao H018 Ship-G-FTTH Tuấn TM11, dịch vụ FTTH, địa chỉ lắp đặt tại Tân Thịnh, Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình, khách hàng Trần Mạnh Tuấn. Đó. Và sau khi nhân viên kỹ thuật nhận được cái công việc này thì họ làm cái lệnh đấu nối tổng đài và nghiệm thu thuê bao thành công ở trên hệ thống thì cái mô hình thuê bao nhà mình ấy, thì nó sẽ chính thức chuyển đổi sang mô hình triển khai mới. Và như vậy lúc đấy thiết bị của nhà mọi người nó chỉ còn tác dụng là một bộ chuyển đổi tín hiệu quang ra tín hiệu điện nữa mà thôi, nó sẽ không còn có thể truy cập internet nữa và mọi người sẽ phải dùng một cái thiết bị mới để cài đặt làm một bộ modem chính. Ở đây em đang cài rồi, là đây là một cái thiết bị mà Viettel đang trang bị cho. Tuy nhiên lại cái gói này thì em đã chuyển đổi sang mô hình hybrid này. Và như vậy nó chỉ có tác dụng là nó chuyển đổi cái tín hiệu quang ra tín hiệu điện. Và đây là cái modem chính. Và để cài đặt cái modem chính này như nào thì bước tiếp theo em sẽ hướng dẫn cài đặt. Mọi người bật Wi-Fi lên nhé. Kết nối vào cái TP-Link EAE9946. Nó sẽ báo là Internet có thể không có sẵn, thì mình bỏ qua. Mình sẽ vào cái Internet này. Bấm 192.168.1.1. Đây là cái địa chỉ IP của cái Wi-Fi. Bấm. Nếu mà nó không cho truy cập thì mọi người chuyển sang dùng một cái ứng dụng, một cái trình duyệt web khác nhé. Em sẽ chuyển sang của cái Firefox này. Sẽ bấm 192. Đây, dùng Firefox này. 92.168.1.1. Xong bấm OK. Ở đây nó bắt đăng nhập vào. Thì mình sẽ lật cái mặt sau của cái Wi-Fi này lên này. Thì mình sẽ nhìn thấy cái dòng địa chỉ IP. Đây cái địa chỉ IP đấy. Và cái username nó sẽ là admin.
password nó cũng là admin. Mình sẽ đánh là admin. Mật khẩu là admin. Đây là chữ thường hết mọi người nhé. Bấm OK. Đây rồi. Mình sẽ đã truy cập vào trong của cái thiết bị rồi. Ở cái mục WAN này nó đang nhận địa chỉ là 0.0.0. Như vậy là nó chưa có nhận bất kỳ một cái địa chỉ nào cả. Thì mọi người sẽ phải thực hiện như sau. Vào Network. Ở chữ phần WAN Connect này sẽ mọi người sẽ chọn là cái PPOE. PPPOE. Cái mục A, username. Đây là cái account đường truyền của nhà mình. Mọi người có account như nào thì mọi người sẽ đánh vào cái mục username. Ví dụ cái của em nó sẽ là Tuấn TM11. Mình sẽ đánh H018 này. Shift trừ GFTTH này. Shift trừ Tuấn TM11. Password UNURFM. Toàn chữ hoa hết. UNURFM. Cái dòng confirm password này là cái nhập lại cái password ở bên trên. UNURFM. Xong rồi mọi người bấm lưu ở bên dưới, bấm save lại này. Mọi người lại vào status. Ở đây nó vẫn chưa nhận địa chỉ IP này. Vẫn 0.0.0. Mọi người tiếp tục vào network. Ở cái mục VLAN enable thì mọi người bấm chọn yes này. Xong mọi người bấm lưu lại. Save ở bên dưới. Nó hỏi là có chắc chắn hay không thì mình bấm OK. Mọi người sẽ phải chờ nó khoảng độ tầm 30-40 giây để nó đang khởi động lại cái Wi-Fi. Vào chọn TP-Link. Nó vẫn báo là chưa có kết nối, đang chấm than này. Mọi người truy cập lại tiếp Firefox này. Xong bấm đi. Đây, mọi người lại chọn Network. Chọn VLAN. Ở đây mọi người sẽ tích cái dấu tang, tích về dấu tang ở mục LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Thì mọi người nếu mà có cái truyền hình thì mình sẽ đặt là IPTV, còn nếu không có thì mọi người sẽ chuyển sang là Internet. IPTV nó sẽ là dùng cho truyền hình số của Viettel, còn Internet nó là cổng để truy cập Internet. Mọi người bấm lưu lại, bấm OK. Mọi người lại phải chờ nó khoảng độ tầm 3-40 giây. Nó đang khởi động lại. Về cái cài đặt của cái modem phụ, modem chính ở bên ngoài này thì nó cũng giống như kiểu mình cài đặt bằng tay của cái thiết bị modem của Viettel thôi, nó cũng khá là đơn giản. Mọi người lại kết nối vào cái TP-Link này nhé.
Bây giờ nó đã có kết nối, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công rồi đấy. Có một mục rất là quan trọng mà tôi muốn giới thiệu với mọi người. Tức là mình khi mà mình đặt sai cái account đường truyền ấy thì nó sẽ báo như nào. Ở đây mọi người sẽ nhìn là địa chỉ 100 này. IP address sẽ là có địa chỉ 100, tức là mình đang cài đặt đúng. Nếu mà cái địa chỉ này không phải là địa chỉ 100 mà là địa chỉ 172 thì mọi người đang cài đặt bị sai cái account đường truyền hoặc là password. Ví dụ như này, mọi người lại vào network nhé. Ở đây em sẽ đánh là 10 đi. Xong em lưu lại. Ok. Sẽ nhận địa chỉ 172. Với cái địa chỉ 172 như này ấy, thì chắc chắn là mọi người, thứ nhất là mọi người đánh sai cái tên account hoặc là mọi người để sai cái password. Em sẽ đánh lại này, 11. Bấm lưu lại. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện đổi tên Wi-Fi cũng như cái mật khẩu Wi-Fi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần Wireless. Bên dưới dòng Network, Wireless Setting nó sẽ là tên Wi-Fi, Security nó sẽ là mật khẩu. Mình disable nó đi này. Xong bấm lưu lại. Xong rồi chúng ta sẽ thực hiện kết nối vào cái Wi-Fi mà chúng ta đi mở. Đây rồi, TP-Link EE9946 này, không có mật khẩu này. Kết nối lại. Tiếp tục chúng ta sẽ lại truy cập vào cái Firefox. Bấm đi. Chúng ta sẽ thực hiện đổi cho nó cái tên Wi-Fi. Và Wireless Security này. À, chưa được, Wireless. Rồi, chúng ta sẽ kích vào phần Wireless. Wireless này. Đây, chúng ta sẽ xóa cái TP-Link này đi. Ta sẽ đặt tên cho nó là Wi-Fi Viettel 2020. Xong bấm save. Tiếp theo chúng ta lại phải thoát ra ngoài và chúng ta lại kết nối lại với cái Wi-Fi lúc nãy. Đây rồi, Wi-Fi Viettel 2020 đây, kết nối vào nó. Chúng ta sẽ tiếp tục đổi cho nó cái mật khẩu. Bấm đi lần nữa. Rồi, lần này chúng ta lại vào Wireless và chọn Wireless Security. Ở đây chúng ta sẽ chọn mục WPA. Mình sẽ xóa mật khẩu cũ đi. Ở đây em sẽ đánh là 4 con 6, 4 con 8. Xong bấm Save. Rồi, chúng ta sẽ kết nối lại với cái Wi-Fi mà chúng ta vừa đặt mật khẩu cho nó. 4 con 6, 4 con 8. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta thay thế cái thiết bị ở bên ngoài để thay thế cái thiết bị của Viettel. Cái này thì cho phép mọi người có thể sử dụng rất là nhiều những cái thiết bị để truy cập cùng một lúc.
nó thay thế được cho cái thiết bị Viettel thì là một điều rất là tốt. Nếu mọi người thấy video hữu ích, phù hợp với mọi người thì mọi người xin ủng hộ kênh bằng một like và một nút đăng ký bên dưới. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.